Xin kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong Thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, xin gửi tới quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Thưa quý vị, vận trình cuộc đời của con người rất đặc biệt. Có người cảm thấy luôn may mắn, mọi việc suôn sẻ. Có người lại cảm thấy mình luôn thất bại và dường như lúc nào cũng có những trở ngại trong mọi việc. Vậy thì bạn có muốn biết vận trình cuộc đời của bạn diễn ra như thế nào không ạ? Khoa học đã chứng minh rằng những người có ngày sinh, tháng sinh và năm sinh giống nhau, họ sẽ có những đặc điểm chung và đặc biệt là giống nhau. Sự giống nhau sẽ càng chính xác hơn nếu có nhiều yếu tố chung khác biệt tương tự như tên họ, nơi sinh và hoàn cảnh sống. Chính vì lẽ đó mà tử vi chọn đời đã được xây dựng để giúp chúng ta nắm bắt được những phương diện gia đạo, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe, vận hạn một cách tổng quan nhất. Ngày hôm nay thì Phong Thủy Gia Cát sẽ luận bán tử vi chọn đời tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng. Mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đón xem. Gia chủ Canh Thìn sinh năm 2000 nữ mạng có cung mệnh thuộc cung Càn, Trực Bình, mạng Bạch Lạc Kim, vàng chân đèn, khắc phúc đăng hỏa, con nhà Bạch Đế trường thành, xương con rồng, tướng tinh con lạc đà, ông quan đế độ mạng. Chúng ta sẽ cùng chiêm nghiệm tử vi chọn đời nữ mạng Canh Thìn qua bài thơ sau. Canh Thìn là số rất cao, số có kẻ đón người đưa rộn ràng, thuận sinh tiếp đãi giả thưa, hiển vinh một cách có thừa chẳng sai. Mùa xuân lỗi số đắng cay, mồ hôi nước mắt chảy ngay dòng dòng. Anh em xung khắc chẳng gần, nói ra gây dữ tự nhiên chẳng hòa. Lớn lên lập nghiệp xứ xa, cô bác có của thì ta không nhờ. Canh Can, canh Mậu bơ vơ, tại sinh lỗi số chật giờ khổ thân. Thuận sinh sung sướng mười phần, lòng ở ngay thẳng, thánh thần độ cho. Tổng quan, cuộc đời nữ mạng Canh Thìn khá thuận lợi, suôn sẻ. Họ ít gặp phải những thất bại lớn trong cuộc đời vì họ đều được thuận buồm xuôi gió. Cuộc sống ngày càng đủ đầy, giàu sang bắt đầu từ năm 27 tuổi trở đi đến hết cuộc đời. Nhìn chung nữ mạng Canh Thìn có cuộc đời mà nhiều người mong muốn, tâm tư thảnh thơi, đạt được thành công cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Đặc biệt, nếu những người tuổi này biết nhẫn nhịn, nhìn nhận vấn đề tinh tường thì cuộc đời sẽ có cơ hội đạt tới đỉnh cao. Họ được hưởng rất nhiều phước đức nên tiền vận và trung vận ở mức bình thường, nhưng càng về hậu vận thì cuộc đời càng tươi đẹp. Những người này có số hưởng thọ từ 78 đến 85 tuổi. Những người ăn ở hiền lương, thật thà, làm nhiều điều tốt, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tình duyên, vấn đề nhân duyên của nữ mạng Canh Thìn được chia ra làm 3 trường hợp. Những người sinh vào các tháng 5, 6 và 9 âm lịch có thể sẽ phải trải qua đến 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc. Những người sinh vào các tháng 1, 2, 7, 10, 11 và 12 âm lịch, tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Nam mạng Canh Thìn sinh vào các tháng 3, 4 và 8 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ chung sống hạnh phúc đến trọn đời cùng ý chung nhân duy nhất của cuộc đời. Gia đạo công danh. Gia đạo của nữ mạng Canh Thìn được yên vui hạnh phúc. Những người này phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của người thân trong gia tộc mới mong được hiển vinh về công danh sự nghiệp. Mặc dù có nhiều thuận lợi nhưng con đường công danh của nữ mạng Canh Thìn vẫn có nhiều thăng trầm. Bạn phải thận trọng và tinh tường để nhìn ra hướng đi đúng đắn cho bản thân thì con đường công danh sẽ vô cùng rộng mở, sáng lạn, đưa cuộc đời bạn đến sự tươi sáng. Đừng trông chờ vào bất kỳ ai mà hãy đứng vững bằng chính đôi chân của mình và tận dụng hết năng lực của bản thân để gây dựng một tương lai tốt đẹp. Sự nghiệp của nữ mạng Canh Thìn phải trải qua nhiều thăng trầm nhưng sẽ được hoàn thành vào năm 30 tuổi. Tuy vậy đến năm 36 tuổi cơ nghiệp gây dựng bấy lâu lại bị cuốn trôi hết xuống sông xuống bể. Nguyên nhân là vì bạn đã đặt lòng tin quá lớn vào người khác và không giữ được chính kiến của bản thân. Sự nghiệp của những người này có thể thu được những thành quả từ sau năm 37 tuổi trở đi, nhưng cuộc đời càng đi lên lại càng phải thận trọng nhiều hơn. Tài vận được thuận lợi và dồi dào nhưng vẫn phải cẩn trọng trong mọi việc. Để tăng cường vận trình công danh sự nghiệp ngày càng phát triển thăng hoa, nữ mệnh có thể sử dụng pháp khí chiêu tài trợ thân hàng đầu trong phong thủy, đó chính là vòng tam hợp quý thần. Với nữ mạng tuổi Thìn, thân chủ nên đeo vòng tam hợp thân tí Thìn để phù trợ cho tuổi của mình. Vòng được thiết kế từ gỗ huyết long, loại gỗ quý hiếm trong phong thủy mà ánh sáng có thể xuyên qua được, kết hợp với 3 viên mã não màu đỏ, có khắc hình 3 linh vật thân tí Thìn mang năng lượng hội tụ, chiêu đón tiền tài vượng khí cho thân chủ. Đồng thời sức mạnh của tam hợp quý thần sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ xung quanh, giúp bản mệnh dễ dàng có được sự giúp đỡ của người khác trên con đường công danh, sự nghiệp.
Cũng giống như hầu hết những vật phẩm phong thủy khác, vòng tam hợp huyết long thân tí thìn cũng cần phải được hướng dẫn khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi để phát huy tốt nhất công năng tương hỗ cho từng gia chủ một cách tối đa. Tuổi hợp làm ăn. Nữ mạng canh thìn nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như canh thìn, bính tuất, kỷ sửu, đinh sửu để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, ngày càng tiến triển, thu về nhiều thành công và lợi nhuận. Lựa chọn vợ chồng. Muốn cuộc sống được hạnh phúc viên mãn, tiền bạc rủng rỉnh, con cái đủ đầy, không cần phải lo nghĩ về bất kỳ một vấn đề gì, công danh tiền đồ rộng mở sáng lạn thì nữ mạng canh thìn nên lựa chọn kết hôn với những tuổi hợp với mình cả về tình duyên lẫn tài lộc như canh thìn, bính tuất, kỷ sửu và đinh sửu. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng thắm thiết nhưng tiền bạc không được dư giả mà chỉ đủ chi tiêu khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Ất Dậu, Tân Mão và Kỷ Mão. Kết hôn với các tuổi Mậu Tý, Đinh Hợi, Nhâm Ngọ, Tân Tỵ, cuộc sống vợ chồng đôi lúc xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhưng nếu biết cách hòa giải nhường nhịn nhau bạn sẽ có một gia đình hòa hợp, hạnh phúc. Vào những năm xung khắc trong chuyện tình duyên đó là 21, 27, 33, 39, 45, bạn không nên thành lập gia thất, xây dựng gia đình, kẻo gặp nhiều bất lợi. Nữ mạng canh thìn sinh vào các tháng 1, 3, 4, 8, 12 âm lịch thường có số đa thê, đa phu hay khó tránh được những khó khăn trong việc nên duyên vợ chồng. Tuổi đại kỵ. Nữ mạng canh thìn không nên kết hôn hay cộng tác công việc với những tuổi xung khắc với mình như Quý Mùi, Giáp Thân, Canh Dần, Ất Mùi, Bính Thân, Mậu Dần và Nhâm Thân, nam nữ mạng. Nếu chót lỡ yêu thương mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao dài hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bớt được xung kỵ, tránh được tai ương. Quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện, tích nhiều phước đức thì mọi chuyện xấu sẽ được hóa giải. Năm khó khăn nhất. Nữ mạng canh thìn có đại hạn vào các năm 26, 29, 33 và 40 tuổi. Chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích bất hòa, công việc cũng phải thận trọng hơn. Những ý tưởng mới, những dự định lớn nên để sang các năm khác thực hiện sẽ mang lại nhiều kết quả như ý. Bản mệnh có thể sử dụng pháp khí phong thủy để hỗ trợ vận trình cho mình. Sử dụng bát bảo tâm kinh, vật phẩm chiêu tài nạp phúc hàng đầu của nhà Phật, được các bậc thầy phong thủy khuyên dùng. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để kỵ tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là tám pháp bảo của Đức Phật là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát bảo chính là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa sen, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc hanh thông giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được với Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận, vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành tốt nhất. Nếu muốn xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn quan trọng thì canh thìn nữ mạng nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ, tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ thuận lợi, gặp nhiều may mắn, dễ được thành công, vạn sự như ý, đại cát, đại lợi. Diễn biến từng năm. Phải hết sức thận trọng trong công việc vào tháng 7 của năm 27 tuổi. Có thể ốm đau bệnh tật hay hao của vào tháng 5 của năm 28 tuổi. Công việc và tài vận được hanh thông. Từ tháng giêng đến tháng 6 của năm 29 tuổi gặp nhiều khó khăn phiền muộn, từ tháng 7 trở đi mọi chuyện từ năm 30 đến năm 35 tuổi, năm 30 tuổi là một năm hoàn toàn tốt đẹp, bạn sẽ gặp trở ngại trong công danh sự nghiệp vào năm 31 tuổi, có hạn vào tháng 8 và tháng 9 của năm 32. Và chúng ta cần phải cẩn thận kẻo đau bệnh tai ách vào năm 32 tuổi.
Năm 33 tuổi gặp nhiều sóng gió và đau buồn. Năm 34 tuổi, cuộc sống viên mãn cả về tài vận, công danh, sự nghiệp và tình duyên. Vận may song hành cùng bạn vào năm 35 tuổi. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi là một năm ổn định, không có bất cứ một biến cố nào lớn xảy đến với bạn. Nhiều bạn sẽ gặp phải những chuyện phiền muộn trong chuyện tình cảm và gia đạo vào năm 38 tuổi. Đến năm 39 tuổi và 40 tuổi có nhiều triển vọng để gây dựng cuộc đời. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo bệnh tật đau ốm vào tháng chạp của năm 41 tuổi. Năm 42 tuổi có một số vận hạn nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng lớn tới chuyện công việc, có lộc về đường tài vận và nhiều triển vọng trong công việc làm ăn vào năm 43 tuổi. Năm 44 tuổi là một năm hoàn toàn tốt đẹp, nhất là về tiền tài và tình duyên. Đến năm 45 tuổi, sự tốt đẹp vẫn tiếp nối và tài vận ổn định, gia đình hòa thuận, yên vui. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, công việc phát triển vào năm 46 tuổi, có hạn vào tháng 6, tháng 7 âm lịch của năm 47, cẩn thận gặp tai ách. Năm 48 tuổi, được ăn nhàn, nhưng lại bận tâm suy nghĩ nhiều việc, cần tránh xuất hành đi xa. Năm 49 tuổi, cẩn thận đau ốm vào tháng 4 và tháng 6, hay hao của phiền muộn về chuyện con cái vào tháng 8 và tháng 10. Năm 50 tuổi, sự nghiệp được như ý, cũng cần chú ý nhiều hơn đến gia đình. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, gia đình có nhiều chuyện vui nhưng sẽ phải chịu hao tổn về mặt tiền bạc vào năm 51 tuổi. Năm 52 tuổi và năm 53 tuổi, công danh mờ mịt, tiền tài hao tốn, con cháu đau ốm, bệnh tật, phải hết sức thận trọng vào tháng 6 và chuyện khó khăn sẽ qua đi, cuộc sống tươi đẹp. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này mọi chuyện đều ở mức bình thường, bạn nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và an dưỡng bên con cháu, tránh những tổn hại không cần thiết. Thưa quý vị, phong thủy Gia Cát luận giải tử vi nữ mạng Canh Thìn về vận hạn, tình duyên, gia đạo, sự nghiệp. Thay vì phải đến các thầy phong thủy xem tử vi, quý vị gia chủ sinh năm 2000 có thể đọc phân tích luận giải từ chúng tôi. Mọi luận giải trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu của kênh Phong Thủy Gia Cát. Vì thế chúng tôi đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ cho tất cả quý vị gia chủ chủ động trước những thuận lợi hay là khó khăn trong cuộc đời của mình. Còn bây giờ thì đành phải nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.